Xin chào tất cả các bác, một cục đẩy hai kênh LT1600. Cái mẫu này bên em hôm nay lại về anh em nhé. Đợt này sẽ thay bằng mặt màu đen. Trước thì bên em bán là mặt màu xám đúng không ạ? Mặt màu xám. Đợt này thì nhà sản xuất đã thiết kế lại chuyển sang mặt màu đen nhìn rất là đẹp. Về nội thất thì bên trong vẫn vẫn như vậy thôi. Vẫn là chạy 32 sò em nhé. Vẫn là 32 sò là JVKF và cũng là biến áp nguồn xuyến nguồn đồng. Ok chưa ạ? Nó chỉ thay về cái mặt này thôi. Mặt thì như nhau nhưng mà nó thay về cái màu sơn em nhé. Đó, đợt này thì nó sơn là màu đen, nhìn nó rất là đẹp. Cái màu này thì nhìn nó sang hơn là so với cái mặt màu xám trước. Ok chưa ạ? Thì giá thành thì vẫn cứ vậy. Vẫn là cái giá là 6.200.000 đồng. Bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Thì với cái mẫu đẩy là thì 600 này thì sản phẩm này nó lên tới là 800W em nhé. 800W một kênh này. Tức là một kênh này chúng ta sẽ đánh tốt ra một cặp loa bát 30, hoặc là một kênh này anh em sẽ chơi tốt ra một quả loa bát 40 hoặc quả súp hơi bát 40, súp hơi bát 50 đều chơi được. Ok chưa? Hàng mới chính hãng thì bên em vừa bóc hộp ra, bóc hộp ra và kê để đây luôn em nhé. Tem bảo hành chống hàng giả đầy đủ cho tất cả anh em. Ở đây thì các bác có thể thấy có một cái tem đến từ thương hiệu lớn Acoustic. Công nghệ của anh em nhé. Ok chưa? Mẫu này thì tiếng của nó hay lắm, cái dòng này tiếng nó quá hay luôn, tiếng sáng, chơi gia đình thì rất là hợp lý. Cục đẩy LT1600 này, các bác đặc biệt là đang có một cặp loa bát 30 này, hoặc là thêm một cặp loa bát 25 nữa, tức là chúng ta sẽ chơi ra hai loa bát 25, hai loa bát 30 trên cục đẩy LT1600 này, thì chất âm của nó rất là tuyệt vời. Bác nào mà đang sử dụng những cái dòng âm ni cũ đấy, 203 hay là 506, chúng ta muốn thay thế cục đẩy thì em nên thay thế một cục đẩy này nhá, tiếng nó quá tuyệt vời luôn. Sẽ quay cho các bác xem một vòng cục đẩy này. Dây nguồn đầu tiên anh em thể thấy này, con này nó sử dụng dây nguồn 3 chấu. Ok ạ, dây nguồn 3 chấu. Em sẽ tháo cái dây này ra. Ok ạ, tháo dây ra và sẽ tí nó sẽ cắm điện vào để cho các bác cùng nghe. Về mặt đằng sau thì đây nó sẽ có hai cổng input này, vẫn có hai cổng link. Đấy, đầu ra thì chúng ta kết nối ra loa bằng cái cầu xoắn này em nhé, cầu xoắn này. Đen là dây âm, đỏ là dây dương, cứ như vậy thôi đúng không ạ? Chúng ta sẽ đấu như vậy. Đấy, hoặc là chúng ta thể cắm bằng cái jack logic như thế này. Chúng ta sẽ cắm bằng cái jack logic như thế này nhá. Em thì em hay sử dụng jack này nó nhanh. Đấy. Ok chưa ạ? Rất đơn giản thôi. Và bây giờ sẽ cắm cái điện nguồn vào, em cắm vào và sẽ test một cái bản nhạc để cho tất cả các bác cùng nghe. Các chế độ gạt panel ST thì ở đây đang để giữa rồi, đang để chế độ ST rồi. Gạt qua trái sẽ là panel link kênh, gạt qua phải sẽ là bridge, là chập kênh. Con này có chức năng chập bridge. Ok chưa ạ? Sẽ cắm tín hiệu nhạc vào. Ở đây sẽ cắm lấy tín hiệu từ máy tính nhá, cắm thẳng vào đẩy thôi, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Sẽ mở lên này. Ở đâu đó chỉ có 6.200.000 đồng, bao ship toàn quốc cho tất cả bác.
thay thế những cái dòng âm ni. Thì chúng ta lên tham khảo cái cục đẩy LT1600 này của bên em về ghép dàn karaoke gia đình thì rất là hay. Tay sách hai bên cầm rất là chất đúng không ạ? Rất là chất, ok chưa ạ? Cân nặng cục đẩy này tầm ngoài 20kg một chút. Ngoài 20kg. Đồng thì anh em có thể lựa chọn cục đẩy rất đáng chơi này, công suất là 800W và chúng ta ghép được rất là nhiều các dòng loa khác nhau, bass 25, bass 30, bass 40, thậm chí cả súp hơi bass 40 và súp hơi bass 50 chơi được em nhé. Giá thành mình cũng rất là mềm, trong đó là đã bao ship cho tất cả các bác rồi. Thì một video test chất âm cục đẩy LT1600. Anh em quan tâm đến mẫu đẩy hay thế này có thể trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.